Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của diễn viên Trúc Anh, nàng thơ Hà Lan của phim Mắt Biếc. Trúc Anh là diễn viên trẻ đầy tiềm năng, đang được rất nhiều người chú ý đến. Cô có gương mặt dịu dàng mong manh, đôi mắt to tròn giàu cảm xúc, khiến nhiều người thổn thức ngay từ khi chạm phải ánh mắt đầu tiên. Trúc Anh, tên đầy đủ là Nguyễn Trúc Anh, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1998, là một nữ diễn viên nghiệp dư người Việt Nam. Cô được mọi người chú ý đến và biết đến qua vai diễn Hà Lan trong bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Ngoài ra diễn xuất, Trúc Anh còn thử mình trong lĩnh vực người mẫu ảnh hoặc đóng quảng cáo cho một số thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam. Trúc Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cô đang theo học ngành quản trị truyền thông tại trường đại học Genvic Việt Nam. Ngoài đời, Trúc Anh là người gần gũi, có tính cách khá dễ thương và khá lễ phép. Cô cũng từng tiết lộ rằng mình được phụ huynh chăm sóc rất kỹ, dạy dỗ sát sao, sẵn sàng đưa đón tới trường theo đúng lịch trình. Vì vậy, với tình thương và nền tảng mà ba mẹ đã xây dựng, Trúc Anh tin tưởng cô sẽ đứng vững trước dư luận, không xa lầy hay đi theo chiều hướng xấu. Năm 2014, Trúc Anh tham gia cuộc thi Hoa Khôi nữ sinh viên áo dài Việt Nam và dừng chân tại top 20. Trước khi được biết đến với vai diễn Hà Lan trong phim Mắt Biếc, Trúc Anh từng thử sức mình qua vai diễn chính trong bộ phim dành cho lứa tuổi học trò Ngốc ơi tuổi 17, nhưng lại không tạo được nhiều tiếng vang. Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong một số bộ phim ngắn cũng thuộc thể loại học đường nhưng lại thu hút khá nhiều lượt xem từ các bạn trẻ đang được chiếu trên YouTube như Hoàng hôn đến từ Bình Minh, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Ê nhỏ lớp trưởng. Để vào vai Hà Lan trong phim Mắt Biếc, Trúc Anh đã xuất sắc vượt qua 1.400 ứng cử viên để được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn. Với đôi mắt biếc long lanh biết nói, Trúc Anh nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Nhờ lối diễn xuất chân thật, thể hiện được nét hồn nhiên ngây thơ của một cô nữ sinh, những rung động đầu đời trong tình yêu hay nỗi hụt hẫng khi vì ngạn, vì quá nhút nhát mà không thể bày tỏ tình cảm. Mắt Biếc đã chạm mốc 50 tỷ đồng và trở thành một trong những phim chiếu rạp đạt kỷ lục nhanh nhất tại lịch sử điện ảnh Việt Nam. Thành công của bộ phim đã giúp cho tên tuổi của Trúc Anh nhận được nhiều sự chú ý hơn từ khán giả. Và mới đây nhất, cô lại tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia dự án phim mang tên Thiên Thần Hộ Mệnh, cũng của đạo diễn Victor Vũ. Trúc Anh có đôi mắt trong suốt ngây thơ, khiến người ta chìm đắm trong hồ nước dao động mà yên bình ấy. Không chỉ có đôi mắt hút hồn, Trúc Anh còn có khuôn mặt hết sức dịu dàng đằm thắm. Chính vì vậy, người đẹp rất dễ hóa thân vào những shot hình tinh khôi nhẹ nhàng. Ngoài đời, Trúc Anh là người gần gũi, có tính cách dễ thương và khá lễ phép. Trúc Anh thả thính Công Phượng. Cư dân mạng được fan xôn xao trước thông tin Trúc Anh công khai thả thính cầu thủ Công Phượng, phát ngôn được Công Phượng tỏ tình em sẽ đồng ý ngay của nữ diễn viên vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, nữ chính Mắt Biếc đã chính thức lên tiếng. Trúc Anh viết, hiện tại có một số thông tin liên quan đến em và cầu thủ Công Phượng. Trúc Anh xin khẳng định là em hoàn toàn không có một phát biểu hay trả lời phỏng vấn nào hay có một hành động gì nhắc tới cầu thủ Công Phượng. Động thái thẳng thắn của Trúc Anh đã phủ nhận mọi đồn đoán tình cảm của cô với cầu thủ Công Phượng. Trúc Anh Mắt Biếc bị nhà sản xuất Dung Bình Dương tuyên bố khởi kiện nếu còn im lặng. Tối ngày 25 tháng 11 năm 2021, nhà sản xuất Dung Bình Dương tố Trúc Anh mắc bệnh ngôi sao và vi phạm hợp đồng. Theo đó, nhà sản xuất Dung Bình Dương đã livestream chia sẻ về thái độ của nữ diễn viên với bà. Tối ngày 25 tháng 11 năm 2021, nhà sản xuất Dung Bình Dương bất ngờ lên tiếng bày tỏ sự bức xúc về diễn viên Trúc Anh thu hút sự quan tâm của khán giả. Bà Dung cho biết Trúc Anh dù mới nổi tiếng nhưng đã mắc bệnh ngôi sao, nhiều lần vi phạm hợp đồng. Sau khi đăng đàn tố cáo diễn viên trẻ Trúc Anh vi phạm hợp đồng, thái độ ngôi sao với mình, mới đây nhà sản xuất Dung Bình Dương tiếp tục đăng tải clip dài hơn 20 phút nói rõ về những tranh cãi liên quan. Trước tiên, nhà sản xuất Dung Bình Dương bổ sung những điều khoản hợp đồng mà ở clip trước chưa công khai cụ thể. Ở điều 4.2.11 đã quy định Trúc Anh không được tham gia. Đồng thời, bất cứ hoạt động nghệ thuật hay bộ phim nào khác có thể làm ảnh hưởng đến vai diễn trong thời gian thực hiện hợp đồng này nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên A, bên nhà sản xuất Dung Bình Dương. Theo như bà Dung Bình Dương, Trúc Anh đã vi phạm hợp đồng nghiêm trọng khi đóng phim Mắt Biếc. Ngoài ra, bà cũng cho biết Trúc Anh có một đơn vị quản lý khác là ST319. Trong khi trước đó, mẹ Trúc Anh nhấn mạnh là không có đơn vị quản lý, con mình, điều này cũng vi phạm hợp đồng đã ký kết với công ty của bà. Dung Bình Dương cho rằng Trúc Anh chưa một lời xin lỗi tới bà, trong khi bà chỉ cần cô mở lời thì sẽ không truy cứu gì. Bà cũng nhấn mạnh, từ trước đến giờ chỉ có mẹ Trúc Anh lên tiếng xin lỗi tha thứ, cho rằng con gái mình còn quá nhỏ, việc sai phạm là của người lớn, mẹ của nữ diễn viên cũng muốn được giải quyết nội bộ. Bà cho biết, hai ngày qua chưa có ai liên hệ xin lỗi mình, bà còn cho rằng họ nhờ nhiều người phê bình tôi. Không chỉ cụm từ thái độ ngôi sao, nhà sản xuất Dung Bình Dương nhấn mạnh, Trúc Anh rất chảnh, đặc biệt sau khi nổi lên với bộ phim Mắt Biếc, bà thậm chí đã khóc vì thái độ của ngôi sao trẻ.
nhà sản xuất này cũng nhắn gửi tới Trúc Anh rằng trước mắt bà sẽ không khởi kiện, nhưng nếu diễn viên không thay đổi thái độ, không lên tiếng xin lỗi thì sẽ chính thức đưa chuyện này ra pháp luật. Được biết, sau khi tố diễn viên Trúc Anh vi phạm hợp đồng, nhà sản xuất Dung Bình Dương tiếp tục livestream chia sẻ về thái độ của nữ diễn viên với bà. Tôi là người đầu tiên đã phát hiện ra tài năng trẻ Trúc Anh từ nhiều năm trước. Từ khi phát hiện ra Trúc Anh, tôi đã giao cho cô ấy vai chính trong phim tôi sản xuất, điển hình như Ngốc ơi, tuổi 17 năm 2017. Dù nhiều người khuyên tôi hãy tìm một nữ diễn viên nổi tiếng hơn. Trong quá trình làm việc với Trúc Anh, tôi đã có những thỏa thuận ràng buộc riêng về việc quản lý. Sau khi thỏa thuận xong, tôi mới để Trúc Anh tham gia bộ phim, tôi bỏ vốn đầu tư, dù Trúc Anh là diễn viên tay ngang, chưa hề có tên tuổi. Tôi buộc phải thỏa thuận vì thế Trúc Anh có thể trở thành diễn viên nổi tiếng sau này. Có như vậy thì sau khi Trúc Anh nổi tiếng, cô ấy mới tham gia các phim tiếp theo tôi sản xuất. Về phía mình, Trúc Anh đã hoàn toàn đồng ý, chấp nhận các ràng buộc từ phía tôi. Trong 5 năm ký hợp đồng, trong các điều khoản hợp đồng có ghi rõ, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký, Trúc Anh không được tự ý tham gia các dự án khác mà không được sự đồng ý từ phía tôi. Có như vậy thì tôi mới yên tâm đầu tư cho Trúc Anh. Vậy mà trong thời gian tham gia phim Ngốc ơi tuổi 17 của bên tôi, Trúc Anh lại tự ý đi casting và đóng phim Mắt Biếc. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến phim Ngốc ơi tuổi 17 bên tôi đầu tư. Trong lúc phim Ngốc ơi tuổi 17 chưa phát hành, Trúc Anh đã tham gia Mắt Biếc. Đạo diễn Victor Vũ thì quá nổi tiếng rồi, nên khi hai bộ phim phát hành cùng lúc, hiển nhiên phim Mắt Biếc sẽ được công chúng chú ý nhiều hơn. Tôi nói thẳng, phim tôi làm cũng hay và diễn xuất của Trúc Anh trong phim Ngốc ơi tuổi 17 còn tự nhiên chân thật hơn cả Mắt Biếc, nhưng Mắt Biếc vẫn được chú ý hơn. Phim Mắt Biếc hay nhờ có nam diễn viên Trần Nghĩa đẩy lên đỉnh cao, chứ vai diễn của Trúc Anh trong đó thua xa ở Ngốc ơi tuổi 17. Nhưng thôi, tôi không nói về khía cạnh này nữa, không lại mang tính so sánh. Tôi chỉ muốn nói, từ khi Trúc Anh nổi tiếng nhờ Mắt Biếc, cô ấy rất coi thường tôi, dù tôi là người đầu tiên lăng xê cô ấy. Ngay cả khi vừa qua, khi được mời vào Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, tôi đã đề xuất Trúc Anh tham gia tranh giải với tư cách là nữ chính. Toàn bộ chi phí tham gia đều do công ty tôi lo, kể cả mẹ Trúc Anh cũng được bao toàn bộ chi phí để đi cùng con gái. Vậy mà khi lên sân khấu, Trúc Anh lại nhận giải cho phim Mắt Biếc chứ không phải phim tôi. Cái này tôi mừng cho Trúc Anh thôi, nhưng tôi cảm thấy buồn nên đã bỏ về trước và có chào mẹ Trúc Anh trước khi ra về. Tôi không phải tôi ganh tị với phim Mắt Biếc, tôi buồn vì Trúc Anh kể từ lúc nhận giải tới khi bế mạc về khách sạn cũng chưa có một lời nào nói với tôi, dù chỉ là an ủi động viên. Dù Trúc Anh đã ký hợp đồng với công ty tôi nhưng không bao giờ thông qua công ty để làm việc với các đối tác khác mà luôn tự ý làm riêng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.